Hello mọi người, chào mọi người đã đến với kênh của Su. Hôm nay mình sẽ làm một video hao đồ cho mọi người xem nha. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hao một thứ quần áo duy nhất thôi, đó chính là váy ôm body. Nên là mình muốn làm một video để kiểu như là gợi ý cho mọi người trang phục vào những ngày lễ như là Noel á, như thế nào cho hợp lý. Thì mình nghĩ là váy ôm body cũng rất là hợp lý, nên là mình muốn làm một video thử. À mà mình nghĩ váy ôm body còn rất là thích hợp cho những ngày Tết nữa mọi người. Các bạn nữ ơi, nhớ xem đến hết video nha. Biết đâu các bạn có thể lựa được một cái váy nào đó hợp với dáng vóc và body của các bạn thì sao, đúng không? Và đừng quên là trang phục cũng là một phần quan trọng để giúp cho ngoại hình của chúng ta trở nên xinh xắn hơn và nổi bật hơn nữa đó. Và mọi người nhớ xem hết clip nha, bởi vì váy mà mình theo cho mọi người xem là rất là xinh luôn và rất là rẻ nữa, chỉ với là dưới 200k thôi mà có nhiều váy dưới 100k luôn á. Ghê không? Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào thôi. Chúng ta sẽ đến với chiếc váy ôm body đầu tiên nha. Là một chiếc váy màu đen. Chiếc váy màu đen này thì mình thấy là mọi người kiểu như là mặc đen khá là nhiều và mặc trắng cũng nhiều nữa. Nói chung là trắng đen á, mọi người kiểu thích, đa số là thích trắng đen nhiều hơn, đúng không? Và một chiếc váy màu đen như thế này nó sẽ không giúp cho mình trông chán hay là nhìn dốc váy của mình trông chán hay sao hết trơn, vì nó có một cái điểm nhấn. Mọi người biết điểm nhấn như thế nào không? Để mình cho mọi người xem nha. Đây là một chiếc váy đúng không? Nó sẽ trông sexy nhưng mà nó sẽ không hở lắm nha mọi người, nên là rất là dễ mặc nè. Về phần thiết kế á, thì mình thấy chiếc váy này cũng trông rất là kiểu như là lạ và khá là bắt mắt và cũng khá là xinh đó. Và mình rất là thích kiểu thiết kế như thế này á mọi người. Bởi vì á, ở bên hai bên hông thì nó sẽ có dây để mình cột qua á mọi người. Và khi mà mình thắt lại á, thì trông cái eo của mình nó sẽ kiểu như là thon và nhỏ á, nhìn trông rất là đường cong á mọi người. Đối với những bạn mà kiểu như là thích sexy nhưng mà không thích hở quá thì mọi người nên thử qua chiếc váy này nha mọi người. Bởi vì nó không hề hở nhưng mà nó vẫn tôn được cái dáng của mình đó, nhìn vẫn trông rất là sexy nha. Và thêm một điểm nữa là cái vải của em này trông rất là mát nha mọi người, không hề mỏng cũng không hề dày luôn nha. Và nó không thấy nội y bên trong nha mọi người, mặc lên rất là thoải mái và rất là mát luôn. Mình thấy đối với những bạn da trắng hay là da ngâm gì á, mặc bộ này lên cũng trông rất là xinh luôn nha mọi người. Nó sẽ không kén da đâu, bởi vì nó sẽ không hở quá, không có lộ khuyết điểm của mọi người quá nữa. Về chiếc váy này thì mình thấy kiểu như là nó trông khá là dịu dàng nhưng mà vẫn có một cái sự cá tính ở trong của mọi người, và kèm theo đó là một sự sexy không hề nhẹ nha. Bởi vì nó cực kỳ tôn dáng mình và kiểu như là nó ôm sát vào á. Cái thứ nhất đó là nó tôn cái phần hông của mình á, trông nó nhìn trông nó to ra và cái phần eo thì nó nhỏ lại á. Nói chung là nhìn dáng của mình nó rất là chuẩn luôn. Và chiếc váy đen này là mình mua với giá là 150k nha mọi người. 150k cho một cái váy như này rất là xứng đáng luôn. Và mình sẽ chấm em này là 8.5/10 nha. Tiếp theo mình sẽ đến với một em váy ôm body chởi vai nha mọi người. Em này vẫn là màu đen nha mọi người. Đây, em này màu đen nhưng mà không hề bị chìm nha mọi người. Bởi vì á, nổi bật của em nó là những chiếc nút như thế này nè mọi người. Và cái kiểu chởi vai á, là mình thấy là kiểu là nó tăng cái độ sexy lên á. Kiểu nhìn nó cuốn lắm kìa, bởi vì nó hở cái phần xương quai xanh á. Thì mình nghĩ là những bạn mà ốm ốm á, thì mặc lên những cái váy chởi vai như thế này thì rất là xinh nha. Và một điều mình cực thích em này nữa là tay dài nha mọi người. Kiểu như là mình ốm á, nên là mình rất là thích mặc chởi vai để khoe cái phần xương quai xanh đó mọi người. Nhưng mà bên cạnh đó mình vừa ốm rồi nên là tay của mình nó kiểu như là vừa nhỏ mà còn lại dài nữa, nên là trông rất là ghê. Mình cần những chiếc váy như thế này để che đi cái phần tay của mình á. Về chất liệu vải thì mình thấy em này là nó khá là mỏng nha mọi người, nhưng mà khi mà mặc vào thì sẽ không thấy nội y bên trong nha mọi người. Và cái chất vải của nó là kiểu như là nó có cái sọc đường xuống như này nè mọi người. Mình không có rành về loại vải nhưng mà nó có độ co giãn rất là tốt nha mọi người. Mặc lên kiểu như là khi mà mình thao tác thì mình mặc á thì nó rất là dễ và không có gì gọi là khó khăn hết á. Thường á mình mặc váy ôm body á thì những cái chất liệu mà kiểu không có độ co giãn tốt á thì mình mặc vào kiểu nó sẽ bị bung chỉ ra á mọi người, nên là mình rất là lo sợ những cái đó. Nhưng mà về em này thì không hề nha, bởi vì cái độ co giãn rất là tốt luôn nè.
và khi mặc lên cái chất vải mặc lên rất là mát và rất là thích luôn. Cầm vào thôi là cũng rất là thích rồi, vì vải nó không bị khó chịu hay là gì hết mà nó rất là mềm và không hề bị nực luôn nha mọi người. Về cái em này thì mình thấy là nó sẽ khá là ngắn ngắn hơn cái váy hồi nãy mọi người, vì cái váy hồi nãy là thuộc dạng là omodi dài á, nhưng mà váy này thì nó khá là ngắn nha mọi người. Chắc có lẽ là mình đặt size hơi nhỏ, nhưng mà mình thấy là nó đã hợp với body của mình rồi á, nên là nó khá là ngắn bởi vì mình khá là cao mọi người. Và đằng trước của em này thì có những cái nút như thế này nha mọi người, và nút này chỉ là nút để trang trí thôi nha mọi người, nút giả thôi mọi người. Và mình thật sự mình nghĩ là thiết kế như thế này là rất là ok rồi. Nếu như mà nút thật á mọi người, thì khi mà mọi người ngồi xuống là mọi người dùng mình lại á, thì nó sẽ bị hở cái phần chính giữa ở hai cái nút á mọi người, nên là trông nó rất là kiểu như là phản cảm ý. Mình quên nói là do mình đang bị cảm về cái thời tiết của mọi người, nên là giọng mình nó hơi khác với bình thường một xíu á, mọi người thông cảm nha. Lúc mà mình đang nói mình dùng hơi rất là nhiều và rất là mệt luôn á. Và ở cái phần trễ vai á, nó lại thêm một điểm nhấn nữa là khi mà mặc lên thì nó kiểu nó tơ tơ ra như thế này nè mọi người. Nó kiểu mình không biết nói sao nữa, nhưng mà nó kiểu như vậy đó. Và mình thấy nó khá là gọi là điểm nhấn á mọi người. Mặc cái váy này lên nha mọi người, rất là tôn dáng nha. Những bạn mà kiểu như là có cái đường hông to hoặc là mông to mọi người, và mặc cái váy này lên thì nhìn rất là ngon luôn á. Mình nói thật luôn á, là hết bài luôn mọi người. Chiếc váy này á thì mình mua với giá là 98k, gần 100k mọi người. Mình thấy với cái giá này rất là rẻ luôn rồi đó. Vì cái em này vừa rẻ mà vừa chất lượng nữa, là mình sẽ chấm 9/10 nha. Tiếp theo sẽ là một chiếc váy mà mình thấy là trên thị trường hiện bây giờ là có rất là nhiều shop bán và rất là nhiều mẫu xinh luôn. Và mình thấy là cái kiểu này đang rất là hot nha mọi người, là một chiếc váy ôm body bên trong và có một cái áo khoác bên ngoài nữa, một cái áo khoác crop top bên ngoài. Đây, một chiếc váy ôm body bên trong là một chiếc váy hai dây nha mọi người, hai dây như thế này. Và nhưng mà mình thấy là cái độ bó của cái áo hai dây bên trong thì nó không được tốt nha, và kiểu như là nó lỏng so với mình, hoặc là tại vì mình đặt size lớn ta, chắc là mình đặt size lớn của mọi người, vì size nhỏ đã hết rồi, vì cái đợt mình mua là size nhỏ hết rồi á, nên là mình đặt khá là to. Và mình thấy là thêm một cái điểm trừ cho em này là chất vải bên trong á nó khá là mỏng nha mọi người. Đây mọi người thấy nè, rất là mỏng nha, nhưng mà khi mặc lên thì vẫn cảm giác rất là thoải mái. Còn về cái em áo khoác crop top bên ngoài thì mình thấy là có màu xám nhám nè mọi người, nhưng mà màu xám nhám nhưng mà không, chất liệu không hề nhám nha. Và cái chiếc áo bên ngoài này thì nó không hề mỏng nha mọi người, nhưng mà mình thấy là bên trong mỏng và bên ngoài dày thì cũng khá là hợp lý. Tại vì nếu như mà bên trong dày á, thì khi mà mọi người khóa cao khoác dày vào thì nó kiểu trông rất là bực bội và kiểu nóng quá mọi người. Nên mà mình thấy vậy cũng khá là ok rồi. Và mình thấy là cái thiết kế mà cái crop top bên ngoài á, thì mình thấy khá là tiện đó mọi người. Một bộ váy như này thì rất là xinh, và hình như mình nhớ giá tầm 90k mọi người. Và mình thấy 90k là rất là hợp lý rồi nha. Mình thấy khá là rẻ luôn ấy, và nó rất là phù hợp với mọi lứa tuổi luôn rồi. Bởi vì chiếc váy này mình thấy nó khá là, khi mà kết hợp hai chiếc váy lại á thì kết hợp giữa chiếc váy và chiếc áo khoác bên ngoài lại á, thì mình thấy trông nó khá là dịu dàng và khá là cute kiểu vậy á. Về cái chất liệu á thì mình thấy là em này khá mỏng thôi, chứ không còn cái gì để chơi hết á. Tại vì mình thấy là hai cái em này kết hợp lại với nhau là rất là hợp lý rồi. Nhưng mà nếu mặc cái em này không á mọi người thì nó khá là mỏng. Nhưng mà khoác cái em này vào thì mới hợp lý nha. Bởi vì kiểu như là nếu như mà cái này nó có hở quá á, thì mình có thể khoác cái này vào và nó che đi cái phần hở đó rồi, nên là nó rất là hợp lý rồi. Về cái độ ôm á thì mình thấy nó không có ôm lắm đâu. Cái váy hai dây bên trong á là nó không có ôm lắm nha mọi người, nên là nó không có tôn dáng mọi người được á. Nhưng mà mình thấy là nó sẽ hợp với những cái bạn mà kiểu cute và nhẹ nhàng á.
và mình thấy những bạn đó mặc lên thì rất là tuyệt luôn. Đối với mấy bạn mà đang tìm những cái chiếc váy mà kiểu đang muốn khoe cái body của mình và muốn tôn dáng và tăng độ sexy á, thì mọi người xem tiếp nha. Còn rất là nhiều váy xinh luôn, trời ơi ta nói hết sảy luôn. Vì em này mình thấy nó khá là rẻ mọi người, nên là về cái chất liệu nữa, về chất liệu và về cái giá tiền á là mình thấy hợp lý rồi, nên là mình chấm 9/10 nha. Nãy giờ màu đen rồi đúng không? Mình sẽ đến với màu trắng nha mọi người. Và đây sẽ là một chiếc váy màu trắng trải vai. Một chiếc váy này trời ta nó cute luôn nè. Cute kinh khủng nè mọi người. Nhìn hai cái tay này nó phồng phồng kiểu như này. Cute cực kỳ luôn. Và cái váy này mình nghĩ là sẽ tôn da mọi người lên á. Da ngâm hay là da trắng gì mặc cũng rất là xinh luôn. Đối với chất liệu thì mình thấy em này cũng có độ giãn khá là tốt nè, độ co giãn rất là tốt luôn. Và khi mà mặc lên thì nó ôm sát người và nó tôn dáng mọi người nữa, giống như là cái đen mà có mấy cái nút hồi nãy mọi người, rất là xinh. Và mặc lên thì nó khá là ngắn đối với mình, tại vì mình khá là cao á. Nhưng mà đối với những bạn mà kiểu như nắm lùn cute thì mình nghĩ nên thử chiếc váy này đi, bởi vì chiếc váy này mặc lên trông rất là dễ thương luôn. Và thêm một cái nữa là ở ngoài sau em này có cái độ co giãn cực kỳ tốt luôn, và kiểu như là nó giúp cho mọi người khi mà mặc cái váy này lên thì trông không có khó chịu hay là khó khăn gì hết á. Thường mình mặc những cái váy như hồi nãy mình chia sẻ, mình mặc những cái váy body mà không có như này á thì mình mặc lên mình sẽ bị bung chỉ. Cái em này thì mình thấy là chất vải rất là mát nha, và mềm nữa, trời ơi thích cực luôn á. Giá như mọi người có thể sờ được em này ha, thích lắm luôn á, chất vải rất là thích luôn nè. Và ở ngoài trước thì có một cái nơ, và có một điều là mình hơi buồn cười là khi mà mình mua mình tưởng là nơ này có thể thắt được, nhưng mà không nha mọi người, nó chỉ để trang trí mà thôi. Đúng kiểu lừa luôn á. Và mình rất là thích chiếc váy này, nhưng mà nó không hợp với mình và không theo style của mình nữa. Nó sẽ hợp với những bạn mà cute và bánh bèo hơn á. Vóc dáng của mình thì nó khá là cao, nhưng mà váy này thì nó hợp với những bạn mà kiểu đấm lùng á. Mình mua cái em màu trắng này là với giá hình như là trên 100k, 100 mấy k đó, mình không nhớ nữa. Và mình sẽ chấm em này là 8/5/10 nha. Đây vừa mới tới nè, mình sẽ nhá hàng cho mọi người xem một chiếc váy mình cũng khá là thích. Đây là một chiếc váy bóng nha mọi người. Nói tới chất liệu bóng là mình khỏi chơi luôn á. Cái thứ nhất nè vừa mát nè, cái thứ hai là không lộ nè, cái thứ ba là mặc lên rất là thoải mái nè. Trời ơi mình cực thích những chiếc váy bóng như này luôn, và mặc lên cực kỳ sang luôn nha mọi người. Và còn một điểm để mình cho mọi người xem, kiểu như là chiếc váy này nó có rúng không mọi người, kiểu như thế này nè, là mọi người có thể thắt dây lên và mọi người muốn cho nó rúng bao nhiêu thì rúng, kiểu mọi người càng thắt thì nó càng ngắn và nó càng tôn dáng mọi người luôn á. Và mình thấy là chiếc váy này trời ơi mọi người nên mặc đi những cái ngày lễ và những cái buổi tiệc như là sinh nhật này kia, nhất là đêm Giáng sinh nha. Kiểu như là mặc những cái bộ váy bóng như này á, làm cho mọi người tăng cái sự nổi bật lên á, và làm cho mọi người sáng hẳn lên luôn á. Về chất liệu của em này thì như hồi nãy mình đã nói á, là không mỏng nha mọi người, và không thấy nội y bên trong. Đây mọi người xem. Và ngược lại nha, mặc lên rất là mát luôn. Nói chung là em này không có điểm trừ gì luôn á mọi người. Mình thấy là những bạn mà kiểu như là da trắng mặc cái váy này là rất là xinh nha mọi người. Và kiểu như mấy bạn mà gầy gầy á, mặc lên thì rất là xinh luôn nha. Nhưng mà mấy bạn mà không được gầy cho lắm á, nhưng mà mặc lên cũng rất là xinh luôn nha, không kém phần xinh đâu nha. Và một điều nữa mình rất là thích ở em này là khi mà mình mặc lên á, thì mình mặc như thế nào đi chăng nữa thì nhìn mông của mình và eo của mình trông vẫn thon và mông vẫn to nha mọi người. Trời ơi ta nói mặc cái váy này lên rất là ngon luôn.
Và cho mọi người biết thêm một cái thông tin này nữa nè. Mình mua chiếc váy này với giá 74k thôi, chưa đến 100k luôn mọi người. Xịn sò chưa? Chất liệu tốt như này mà chỉ với giá là 74k thôi là mình thấy rất rất là rẻ luôn rồi. Về cái độ tôn dáng của em này và về chất lượng, về giá tiền, trời ơi, ta nói hợp lý cực kỳ luôn mà giá lại rất là rẻ nữa. Mình nói thật luôn, trời ơi, mình thích cái em này cực kỳ luôn á. Mình sẽ chấm em này 10 trên 10 nha. Và một chiếc váy mà mình cực kỳ thích luôn, màu xanh, màu xanh bóng nha mọi người. Trời ơi, cái váy này mặc lên, mấy bạn mà da sáng mặc lên là hơi bị xệ luôn á. Nhưng mà có một điều là mình hơi rối bởi em này là ở cái phần dây sở mọi người thì một nùi luôn. Lúc nào mà mình mặc á thì mình thao tác khá là khó và mình phải nhờ sự trợ giúp của bạn mình để khi mà thắt dây mà sao á, nó rất là khó luôn mọi người, và một mình không thể thắt được. Nhưng mà khi mà thắt cái dây lên nha thì nó rất là xinh nha mọi người, và ở cái phần lưng của mọi người nó sẽ hở, và khi mà mình thắt dây lên thì nó sẽ đan vô cái phần lưng đó, nên là nhìn trông rất là sexy nha, kiểu như là có một xíu nhẹ nhàng trong đó nữa. Em này thì sẽ thuộc dạng là váy dài á mọi người. Ở phần này thì nó sẽ có một cái dây kéo nha mọi người, để mình kéo ra. Dây kéo rất là dễ kéo và không bị rứt nha mọi người, hay là không bị khó kéo gì hết á. Và thêm một cái phần mình cực kỳ thích em này luôn là ở cái phần ở cuối váy á mọi người. Ở cái phần này, đây mình cho mọi người xem nha. Thì ở một bên á là nó sẽ có rúng, một bên thì nó sẽ có độ co giãn như thế này nè mọi người. Từ từ. Đây, sẽ có lỗ co giãn như này, và một bên thì không có như mọi người, nhưng mà ngược lại sẽ có dây kéo, là có nghĩa là nó sẽ tạo một cái đường xéo mọi người trong cái váy của mình, và cái phần đùi của mình trông nó xinh hơn á, kiểu trông nó sang sang á. Mình cực kỳ thích những cái váy mà kiểu dây sợ mà lại còn có những cái đường xéo vậy á, kiểu trông cực kỳ sang luôn nha. Và ở cái phần chất liệu á thì mình nói như mình nói hồi nãy, ở cái váy màu đen bóng của mọi người thì chất vải thì y chang vậy thôi, nó không có hề, nó mỏng nhưng mà nó kiểu không có thấy nội y bên trong, và mặc lên rất là mát và rất là dễ chịu. Khi mà mọi người thắt dây lên đó nha mọi người, thì ở phần ngực của chúng ta thì nó sẽ nó dùng như này, và hai bên là nó sẽ hai dây nha mọi người, nên là lộ cái phần vai của mọi người á, nên trông rất là sexy, cực kỳ tôn dáng của mọi người. Đặc biệt á là khi mà mọi người mặc lên á, tôn mông cực kỳ luôn, và nhìn cái phần vai và cái phần lưng á trông rất là xinh. Mình không biết nói từ xinh đúng không, nhưng mà trông nó rất là đẹp mắt á, kiểu vậy á. Đối với mình á thì mình cực kỳ thích em này luôn nha, bởi vì mình mặc lên mình thấy mình khá là hợp á, và mình rất là thích những cái màu sáng sáng như này nè, mà nó không bị già nha mọi người. Và mình nhớ là như mình mua cái em này 85k một em váy như thế này nha mọi người. Rồi, trời ơi, mình chấm 10 trên 10 nha mọi người. Mình sẽ đến với một chiếc váy cuối cùng, một chiếc váy mà mình cũng rất là thích luôn, và mình thích nhất trong những cái đống nãy giờ mà mình theo đuổi mọi người, là một chiếc váy màu đỏ này, kiểu màu đỏ rượu mọi người, mình không biết phải không nữa, nhưng mà nó không phải là đỏ chói mà nó là đỏ trầm, nhưng mà mặc lên không hề bị già nha mọi người. Và một cái mình cực kỳ thích nữa là ở cái phần vai, cái dây á mọi người, thì nó có thể thắt được, nên là mọi người khỏi phải sợ như là nó bị quá sợi hay là quá lỏng á, hay là quá chẹt gì đó, mọi người có thể thâu thoải mái luôn.
Và cái váy này nha mọi người, nó không hề có một điểm trừ gì luôn đối với mình nha mọi người. Cái thứ nhất là nó không có dây sợ nè, và không có khó thao tác nè. Cái thứ hai là mặc lên rất là mát luôn. Và cái thứ ba là cực kỳ sang. Trời ơi, mình thấy mình mặc cái váy này lên cũng rất là hợp đúng mọi người. Kiểu mình thích cái váy này cực luôn. Cho mọi người xem nè, cái phần ở dưới cổ này đúng không, nó sẽ sợi xuống và nó tạo một cái điểm nhắn cho cái phần ngực của mình đó mọi người. Trông nó hút cực kỳ luôn. Và ở dưới này á, thì nó sẽ nó không có rúng như cái váy xanh hồi nãy, nó không có độ co giãn luôn, và nó đã được may vô rồi mọi người, nên là nó đã cố định như thế này rồi. Và ở dưới cái phần đùi nha, dưới cái phần đùi là nó hở ra như thế này, kiểu nó xẻ tà mọi người, nên là trong cái đùi của mình nó kiểu lộ ra vừa trắng mà vừa kiểu đẹp mắt á. Về cái chất vải nha, thì mình thấy nó dày hơn hai cái em váy body bóng hồi nãy, là cái em xanh với cái em đen á. Mình thấy em đỏ này là dày hơn nha mọi người, bởi vì nó hai lớp nha mọi người, hai lớp ở phần trên thôi, ở phần dưới vẫn là một lớp nha, nhưng mà hai lưới ở phần trên là kiểu như là nó tạo cái độ bảo vệ cho cái phần trên của mình, nó không bị lộ những cái nội y bên trong á mọi người, nên là mình thấy cũng rất là ok. Nhưng mà mặc dù là hai lớp nhưng mặc lên không hề bị khó chịu gì luôn nha mọi người. Nhưng mà ngược lại mình thấy mặc cái váy này nó mát hơn hai cái váy bóng hồi nãy luôn á. Mình nói thật nha, trời ơi, mình cực kỳ thích chiếc váy này luôn á. Thích nhất luôn là mọi người hiểu đó. Đối với mình nha, thì em này cực kỳ rẻ luôn. Mình mua với giá chỉ là 100 hay là 100 lẻ mấy thôi mọi người. Đối với mình là rất là rẻ rồi. Và mình cảm thấy một cái sản phẩm mà giá như thế là rất là xinh và rất là xứng đáng luôn rồi. Trời ơi, cực kỳ thích em này luôn á. Không biết dùng gì, từ gì để diễn tả luôn mọi người. Mặc lên rất là tôn dáng luôn á. Yêu quá. Và mình sẽ chấm chiếc váy màu đỏ này 11/10. Và cuối cùng Su đã hao xong những chiếc váy Omody mà Su thấy là khá là thích hợp trong cái mùa Giáng sinh này, và tiện thể mọi người có thể mua cho dịp Tết luôn. Mình thấy những chiếc váy mà mình hao nãy giờ là vừa phù hợp chất liệu nè, vừa phù hợp giá tiền nữa, thì ngại gì mà mọi người không mua thử đúng không? Mình sẽ để toàn bộ những cái link mua hàng, tất cả em váy nãy giờ mà mình theo á, ở dưới phần mô tả, và kèm theo đó là những cái size mà mình mặc. Và tiện thể đó luôn là mình cao 1m65 và nặng 40kg. Mọi người có thể dựa vào size của mình và chọn một cái size nào đó phù hợp với mọi người. Thôi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Mọi người đừng quên để lại cho Su một like, một đăng ký để ủng hộ Su nha, để Su có thật nhiều động lực ra thật nhiều video nữa cho mọi người xem luôn. Mọi người nếu như mà có cái chủ đề gì đó cảm thấy hay và phù hợp với mình đó, thì mọi người nhớ comment xuống dưới nha. Mình sẽ đọc hết và mình sẽ xem chủ đề nào phù hợp với mình và mình sẽ thực hiện nó. À, chúc mọi người có một đêm Giáng sinh thật là vui vẻ và năm mới ngập tràn hạnh phúc nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những video sau. Bye bye.